kính chào quý vị đây là thời gian của an ninh cận cảnh bản tin lên sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình long an với những thông tin an ninh trật tự an toàn xã hội được cập nhật tôi là thế dương người đồng hành cùng quý vị trong bản tin trưa nay Thưa quý vị, ngày 30 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng liên quan cho biết liên tiếp phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi tăng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp và một bánh heroin. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5, tại đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Trần Tý, sinh năm 1996, trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, thu giữ một túi ni lông bên trong chứa tổng cộng 11.938 viên ma túy tổng hợp. Tiếp đó, vào lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày, tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình, phối hợp đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an huyện Lệ Thủy phát hiện bắt quả tang đối tượng Hoàng Đại Dương sinh năm 1976 trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy đã cất dấu 17 viên nén hình tròn màu hồng và một túi ni lông chứa chất bột màu trắng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Đại Dương và thu giữ thêm hơn 6.100 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến và gần một bánh ma túy loại heroin. cả hai đối tượng đều khai nhận số ma túy tổng hợp trên đều dùng để sử dụng và buôn bán kiếm lời. Ngày 26 tháng 5 vừa qua, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng ban chuyên án phát hiện bắt giữ một phương tiện cùng 8 đối tượng từ Lào về Việt Nam, thu giữ 198 kg ma túy. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Nhằm kịp thời động viên khen thưởng ban chuyên án, vào sáng qua 30 tháng 5, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm động viên chúc mừng, đồng thời trao thưởng nóng cho ba tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh chuyên án liên quan đến vụ hơn 100 hồ sơ bồi thường có dấu hiệu chỉnh sửa tẩy xóa tại cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết đã giao công an phường phối hợp cùng công an thành phố Biên Hòa vào cuộc điều tra hồ sơ của hơn 20 trường hợp đây là những hồ sơ có dấu hiệu giả mạo hộ khẩu thường trú chỉnh sửa viết lại giấy mua bán đất bằng giấy viết tay điều chỉnh thời gian sở hữu đất tài sản thiếu các giấy tờ liên quan chứng minh là chủ sở hữu tài sản hiện lực lượng công an đã thu thập toàn bộ hồ sơ nêu trên nhằm phục vụ công tác điều tra vào tối qua 30 tháng 5, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh ăn uống trong một ngõ trên phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại hiện trường, ngôi nhà bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận hiện trường dập lửa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ hôm qua, người dân phát hiện đám cháy tại cơ sở kinh doanh ăn uống trong ngõ trên phố Duy Tân và đã thông báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ chiến sĩ và lực lượng phòng cháy chữa cháy từ quảng phường đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phân luồng giao thông, thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu. Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội cũng chi viện từ đơn vị khác gần khu vực cầu giấy. Tại hiện trường, công an quận Cầu Giấy đã điều 3 xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ khẩn trương dập lửa chống cháy làng và thực hiện các phương án cứu hộ cứu nạn. Sau khoảng 1 tiếng, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt đám cháy. Thông tin ban đầu không ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Trước đó vào sáng qua cũng tại Hà Nội, một công trình nhà dân kết hợp cho thuê trọ có địa chỉ ở quận Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra cháy lớn lực lượng chức năng cũng đã có mặt kịp thời phù hợp với người dân giải cứu tất cả người bị nạn. Khu vực cháy là khoảng 20 m2 tại tầng 1 của ngôi nhà. Đã có 5 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường. Sau khoảng 3 phút triển khai đội hình chữa cháy, lửa cơ bản được khống chế. Đã có 5 người thoát nạn, trong đó người dân cứu được 2 người. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu được 3 người. 4 người khác tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản đang được điều tra thưa quý vị thời gian qua tại khu vực hạ lưu sông đà thuộc thành phố hòa bình tỉnh hòa bình tình trạng hàng trăm người lớn trẻ nhỏ vẫn rủ nhau tắm sông đà tiềm ẩn nhiều rủi ro đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào vẫn chưa được giải quyết trước điểm Khoảng từ 5 giờ 30 đến 7 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ 30 hàng ngày, người dân hai bên bờ sông Đà lại mang áo phao, canh nhựa, đồ bơi để tắm nô đùa. Việc tắm sông Đà đã trở thành thói quen khó bỏ của nhiều người dân thành phố Hòa Bình. Một số người còn chủ quan không mang đồ bảo hộ, liều mình bơi lội ra giữa sông, dù chính quyền địa phương đã triển khai nhiều công tác để nghiêm cấm việc tắm sông. Trong năm tháng đầu năm 2024, tại Hòa Bình đã xảy ra 4 vụ đuối nước làm 5 trẻ tử vong. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón, vào chiều ngày 30 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can 3 tháng đối với Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986, trú xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, trên độ trung cấp dược, là nhân viên đưa đón học sinh của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 để tiếp tục điều tra về tội vô ý làm chết người. Trước đó khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, Phương Quỳnh Anh cùng một lái xe có nhiệm vụ đón cháu tch sinh năm 2019 trú tại huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình và chín học sinh khác từ nhà đến trường. Khi đến trường lái xe mở cửa xe ô tô cho nhân viên đưa đón và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó điều khiển xe ô tô đổ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cầu ruột của cháu H đến đón nhưng không thấy cháu ở lớp nên đã báo với nhà trường. Sau đó phát hiện cháu H đã tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô. Thưa quý vị. 5 năm sau vụ tử vong của học sinh ghét quay ở Hà Nội, chúng ta lại vừa phải chứng kiến một trường hợp đau lòng khác ở Thái Bình, khi mà một cháu bé bị bỏ quên cả ngày trên xe đưa đón và tử vong thương tâm. Bài học cũ nhưng nỗi đau mới, vụ việc đã khiến cho dư luận bàng hoàng, đau xót và giống lên hồi chuông cảnh báo về quy trình đưa đón học sinh hiện nay. Một ngày cuối tháng năm, các tỉnh miền Bắc vẫn đang trong tiết trời oi nóng. Cháu bé sinh năm 2019 mới chỉ 5 tuổi đã bị bỏ quên trên xe đưa đón hàng chục giờ đồng hồ dưới cây nóng gần 40 độ. Người phát hiện ra điều này không phải lái xe, cô giáo phụ trách trên xe đưa đón hay giáo viên chủ nhiệm mà chính là người thân của cháu. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu xảy ra vụ việc đau lòng này. Năm 2019, bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe của trường Gateway tại Hà Nội tử vong cũng đã khiến cho nhiều người xót xa. Sau đó đến tháng 9 năm 2019, thêm một cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường học ở Bắc Ninh, nhưng rất may cháu bé được cứu sống. Tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, trong lúc chúng ta đang kêu gọi những điều tốt đẹp nhất dành cho các em thì chỉ vì sự tắc trách của người lớn mà một đứa trẻ bị cướp đi mạng sống trong trường hợp này thì tôi thấy cái sự tắc trách vô trách nhiệm của người lớn nó lại là một tội ác bởi vì rõ ràng là với cái sự tắc trách này thì một cháu bé tuổi còn rất nhỏ mà bị bỏ quên trên xe cả một ngày không ai phát hiện ra để dẫn đến cái kết cục đau lòng cuối cùng là cháu bé đã bị tử vong thì tôi thấy đây là một cái hồi chuông cảnh báo đối với chúng ta sự cẩn trọng, trách nhiệm của người làm công việc liên quan tới trẻ em đã có bài học cũ. Nhưng thật đáng tiếc, phải khi có thêm nỗi đau mới, nó mới được nhiều người nhìn nhận lại. Truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan là việc phải làm ngay. Nhưng điều quan trọng là cần siết lại quy trình đưa đón, tăng cường trách nhiệm của những người có liên quan trong việc đưa đón, bàn giao, quản lý học sinh tại các trường học. Chúng ta cũng phải cần có cái quy định, giả soát lại cái, cái quy định pháp luật về cái việc tổ chức các cái trường mầm non kể cả công lập và 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 tư thục và ngoài công lập rồi cái quy chế hoạt động của các trường nhất là cái trường tư thục theo tôi là cần phải giả soát lại để mà có những cái quy định bổ sung quy định để chặt chẽ hơn Trẻ nhỏ thực sự cần ở người lớn một trách nhiệm xuất phát từ nhận thức và trái tim, chứ không phải những việc mang tính thời vụ, giải quyết tình thế như nhiều nhà trường đã làm. Vì nếu không như vậy thì vẫn là bài học cũ nhưng sẽ có những nỗi đau mới. Còn bây giờ là thông tin thời tiết ngày hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An Ninh Cần Cảnh. Hẹn gặp lại quý vị lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên sóng đã phát thanh và truyền hình Long An.